Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi bài hướng dẫn đi kèm của sách tự học lý thuyết âm nhạc. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chuỗi bài tự học chuyển đổi từ phương pháp ghi âm bằng nốt sang phương pháp ghi âm bằng số và ngược lại. Các bạn thân mến, ở bài 1 thì chúng ta đã nói về các kiến thức cần có để có thể tự chuyển đổi, quy trình các bước để chuyển đổi. Chúng ta đã ôn tập với nhau về các kiến thức và cũng đã thực hành một tác phẩm mẫu từ phương pháp ghi âm bằng nốt chuyển sang phương pháp ghi âm bằng số. Trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành ngược lại từ phương pháp ghi âm bằng số chuyển sang phương pháp ghi âm bằng nốt và thực hành về một bài cần phải chuyển tông trung gian. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài học ngày hôm nay ha. Trước hết thì chúng ta nói lại với nhau về những kiến thức cần có để tự chuyển đổi. Thì gồm có 4 kiến thức, đó chính là vị trí các nốt và tên gọi trong phương pháp ghi âm bằng nốt. 2 là số và ký hiệu trong phương pháp ghi âm bằng số. 3 là cung và nửa cung. 4 đó chính là tông và giọng. 4 đơn vị kiến thức này chúng ta đã ôn tập với nhau ở bài 1. Tuy nhiên nếu các bạn chưa nhớ hoặc là chưa nắm kỹ thì chúng ta có thể là xem lại ở bài 1, kết hợp với đó là lật sách ra với số trang đã được cung cấp để chúng ta đọc lại phần kiến thức đó để nắm vững hơn ha. Chúng ta sẽ nói với nhau tiếp theo về trình tự các bước chuyển đổi, gồm có 3 bước. Thứ nhất là quan sát bản ký âm bằng nốt và đang viết ở tông nào. Ở bài 1 thì mình đã hướng dẫn các bạn cách nhận biết một bản ký âm đang viết ở tông nào. Thì chúng ta sẽ dựa vào dấu hóa phía sau khoái nhạc, được chưa nào? Hoặc là chúng ta xem trong các bản của group support, thì ở trong đó mình cũng đã viết sẵn cho các bạn rồi. Thì việc quan sát xem là bản ký âm đang viết ở tông nào thì rất là đơn giản luôn ha. Thứ hai là chúng ta nói về việc đổi về tông đang cần chuyển. Bài hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành một bài cần chuyển tông trung gian này. Và các bạn quan sát xem cách mình làm như thế nào thì các bạn có thể nắm được luôn. Đối với việc chuyển đổi về một tông trung gian thì chúng ta sẽ quan tâm đến kiến thức cung và nửa cung. Hôm trước thì mình có nhắn các bạn là lưu ý về cái bản nằm ở cuối trang trong cung và nửa cung đó. Thì lát nữa khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ dùng đến cái bản đó ha. Thứ ba là chúng ta lần lượt chuyển đổi từng nốt sang số hoặc là ngược lại. Thì đây là những bức hình mà mình đã gửi cho các bạn ở trong group support đó. Thì khi mà chuyển đổi chúng ta chỉ cần lấy cái hình đó ra xem và chúng ta lần lượt chuyển đổi thôi. Không có gì phức tạp hết ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu học về chuyển đổi từ phương pháp ghi âm bằng số sang phương pháp ghi âm bằng nốt. Và bài mà chúng ta sẽ làm mẫu với nhau hôm nay là một bài rất là quen thuộc. Ai học cổ tranh thì chắc chắn là cũng sẽ biết thôi, đó là bài Tình Nhi Nữ. Chúng ta sẽ bắt đầu với trình tự các bước để thực hiện chuyển đổi ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ quan sát xem xích nhạc đang viết ở tông nào. Rồi chúng ta quan sát thì thấy là một bằng pha. Như vậy là trong xích nhạc này người ta đang viết ở tông pha. Sau đó thì bạn lấy cái bức hình ở trong group support mà của tông pha ra ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu chuyển đổi. Rồi tác phẩm đang viết ở tông pha. Chúng ta muốn chuyển từ một cái xích số ở tông pha sang một xích nốt ở tông pha. Như vậy là chúng ta sẽ không cần tông trung gian và chúng ta chuyển đổi trực tiếp luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cho các bạn đây. Ở đây thì mình có thị phạm một vài ô nhịp trong bản ký âm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyển đổi với nhau ha. Trước hết thì ở tông pha các bạn quan sát xem là ở tông pha này có dấu hóa nào đi kèm hay không. Thì chúng ta sẽ viết lại dấu hóa. Rồi bạn quan sát trong mô hình của group support đó, thì bạn thấy là tông pha là có một dấu dáng, đúng chưa nào? Sau đó là chúng ta sẽ viết một dấu dáng nằm ở phía ngay sau khoái nhạc. Rồi tiếp theo là nhịp. Ở xích nhạc này thì người ta viết ở nhịp 2-4, chúng ta sẽ chép lại nhịp 2-4, được chưa nào? Rồi bắt đầu chuyển đổi đây. Đầu tiên là chúng ta thấy một cái nốt số 5 có một dấu chấm dưới. Tiếp theo là một nốt số 6 có một dấu chấm dưới. Như vậy thì chúng ta đối chiếu lại với bạn ở trong group support thì chúng ta thấy là nốt 5 chấm dưới, nốt 6 chấm dưới đó chính là nốt đồ nốt rê. Rồi chúng ta viết lại nốt đồ nốt rê. Và lưu ý là nốt 5 chấm dưới, 6 chấm dưới này có một cái gạch chân. Như vậy thì nó là nốt móc đơn, được chưa nào? Nốt móc đơn thì khi chuyển qua xích nốt chúng ta cũng phải
viết nốt móc đơn. Rồi chúng ta viết hai nốt đầu tiên ha. Tiếp theo đó chính là dấu star repeat, được chưa nào? Dấu star repeat này thì nếu như chúng ta không nhớ dấu này thì chúng ta có thể lật sách lại trang 41 ha, để chúng ta xem lại về chức năng và ký hiệu của dấu star repeat này như thế nào. Rồi trang 41 các bạn ha, nếu mà chúng ta quan tâm lại dấu star repeat. Tiếp theo là số 1 và có một dấu chấm kế bên số 1, đúng như nào? Số 1 đó thì nó là nốt pha. Rồi nốt pha, các bạn viết lại nốt pha ha. Số 1 này là số 1 nguyên thủy, không có dấu chấm trên, không có dấu chấm dưới gì cả. Thì nó sẽ tương ứng với nốt pha nào? Rồi bạn viết lại nốt pha đó ha, được chưa nào? Kế bên số 1 á, chúng ta thấy là có một cái dấu chấm. Như vậy là chúng ta cũng chép lại cái dấu chấm đó luôn. Dấu chấm kế bên số 1 thì nốt pha chúng ta viết cũng có một dấu chấm kế bên luôn. Và dấu chấm này là kiến thức gì? Bạn có nhớ không nào? À, đây là dấu chấm dôi. Dấu chấm dôi này có ý nghĩa như thế nào thì bạn có thể lật sách lại trang 39 ha. Lật sách trang 39 để xem lại về dấu chấm dôi có ý nghĩa như thế nào. Rồi tiếp theo đó là chúng ta thấy số 2 có một dấu gạch dưới thì sẽ tương ứng với lại là nốt son có một dấu móc đơn. Rồi được chưa nào, chúng ta chép lại ha. Tiếp theo đó là vạch nhịp, rồi bạn chép lại vạch nhịp. Rồi tiếp theo nữa là số 3 có một dấu chấm kế bên thì chúng ta tiếp tục đối chiếu, số 3 là nốt la, rồi có một dấu chấm kế bên thì chúng ta cũng viết lại luôn. Và số 3 này thì có một cái dấu gạch dưới, tức là nó là nốt móc đơn. À, sau đó thì chúng ta sẽ viết một cái gạch ở trên đầu, được chưa nào? Tiếp theo là số 7 có một dấu chấm dưới. Như vậy số 7 này là sẽ tương ứng với nốt mi. Tuy nhiên số 7 này thì có hai gạch thì chúng ta sẽ viết lại nốt mi có hai gạch. Rồi tất cả các dấu nối, dấu luyến chúng ta chép lại ha. Cứ như vậy thì chúng ta lần lượt thực hiện cho đến hết bài thôi. Ở đây thì mình demo một vài ô nhịp để các bạn tiện theo dõi ha. Khi chuyển từ phương pháp ghi âm bằng số sang phương pháp ghi âm bằng nốt thì trước hết chúng ta phải lưu ý về tông giọng. Tông giọng có dấu hóa đi kèm như thế nào thì chúng ta phải ghi dấu hóa đi kèm như thế nha. Đặc biệt là các bạn quan sát ở những cái tông mà có nhiều dấu hóa đó thì các bạn nhớ là chúng ta phải viết lại tất cả các dấu hóa đi kèm của cái tông giọng đó, được chưa nào? Tiếp theo là chúng ta phải viết lại nhịp, nhịp 24, nhịp 34, nhịp 44 hay bất kỳ nhịp nào cũng vậy, chúng ta phải viết nhịp ngay liền sau dấu hóa. Một điều cần phải lưu ý tiếp theo nữa đó chính là trong xích nhạc thì có những ký hiệu nào đi kèm, chúng ta chép lại tất cả ha. Chúng ta chỉ chuyển đổi từ con số sang nốt hoặc là chuyển đổi từ nốt sang số thôi, còn lại mọi thứ là chúng ta đều phải chép y nguyên như vậy nha. Rồi đó là về phương pháp ghi âm bằng số chuyển sang phương pháp ghi âm bằng nốt. Hy vọng là từ nãy giờ mình demo cho các bạn ở bài tình nhi nữ này thì chúng ta có thể biết được cách chuyển đổi như thế nào rồi ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về chuyển đổi từ phương pháp ghi âm bằng nốt sang ghi âm bằng số và cần tông trung gian. Đây là một trong những phần bài mấu chốt mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn. Và bài hôm nay chúng ta demo với nhau sẽ là bài mà chúng ta đã nói với nhau ở bài 1, đó chính là tác phẩm Hoa nở không màu của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Rồi ở bài 1 thì chúng ta đã chuyển từ một xích nhạc, đó là xích nốt, chúng ta chuyển sang xích số. Và chúng ta đã nói với nhau tác phẩm này viết ở tông đô, được chưa nào? Ở bài 1 thì chúng ta chuyển từ tông đô xích nốt chuyển sang tông đô xích số mà chúng ta chuyển trực tiếp thôi ha, không có gì khó khăn. Tuy nhiên ở phần bài này chúng ta sẽ làm khác một chút xíu, đó chính là chúng ta sẽ chuyển sang xích số nhưng sẽ là ở tông rê. Tông rê là tông thông dụng của đàn cổ tranh Trung Quốc. Chính vì vậy các bạn thường có xu hướng là sẽ chuyển về tông rê để dễ dàng đàn hơn. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ demo với tác phẩm Hoa nở không màu và mời các bạn theo dõi các bước tiếp theo ha. Đầu tiên thì mời các bạn lật sách ra trang 53 và 54 ha. Thì chúng ta quan sát những hình ảnh ở trong trang 53 và 54. Đó chính là mối liên quan giữa các nốt với nhau được tính theo cung và nửa cung. Rồi bây giờ xích nhạc đang viết ở tông đô và chúng ta muốn chuyển về tông rê. Như vậy thì từ đô lên rê cách nhau đó chính là một cung. Như vậy là tất cả các nốt ở trong xích nhạc này chúng ta sẽ
tăng lên một cung hết. Nếu gặp trường hợp là sách nhạc đang viết ở tông G và các bạn muốn chuyển về tông Đô, như vậy cũng cách nhau một cung đúng chưa nào? Nhưng mà trong trường hợp này thì các bạn sẽ hạ xuống tất cả các nốt đều một cung hết. Như vậy là các bạn phải lưu ý thật kỹ, đó là chúng ta đang cần tăng lên hay là đang cần hạ xuống tất cả theo một số cung nào đó ha. Rồi, trước hết là chúng ta đang nói với nhau Đô và Rê cách nhau một cung và tất cả các nốt chúng ta sẽ tăng lên một cung hết nha. Rồi tiếp theo, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển đổi ha. Đầu tiên thì các bạn cũng viết lại giúp mình tất cả những dấu hóa đi kèm của tông tương ứng. Ví dụ như tông G thì sẽ có hai dấu thăng đúng chưa nào? Thì các bạn chép lại hai dấu thăng đó ngay sau khóa nhạc. Rồi, tác phẩm được viết ở nhịp 4-4, các bạn cũng chép lại phần nhịp 4-4. Tiếp theo là chúng ta thấy một dấu lặn. Rồi, chúng ta cũng chép lại dấu lặn luôn. Dấu lặn này là dấu lặn gì? Thì các bạn xem lại trong sách ha. Chúng ta cũng đã ôn tập với nhau rồi. Rồi, tiếp theo đây, chúng ta có hai nốt mi được chưa nào? Hai nốt đầu tiên là hai nốt mi, mà bây giờ chúng ta sẽ tăng hai nốt mi này lên một cung. Rồi, nốt mi muốn tăng lên một cung thì sẽ là pha thăng. Từ mi lên pha là nửa cung theo như trong hình được chưa nào? Từ pha lên pha thăng thêm nửa cung nữa. Như vậy là chúng ta muốn tăng lên một cung thì sẽ là từ mi lên pha thăng. Rồi bây giờ các bạn lưu ý đây, ở đầu khóa nhạc đó thì chúng ta thấy có hai dấu thăng đúng chưa nào? Hai dấu thăng này là pha thăng và đô thăng, tức có nghĩa là tất cả các nốt pha và tất cả các nốt đô ở trong khóa nhạc này đều sẽ tự thăng lên nửa cung. À, như vậy là nếu như không có dấu thăng này, tức là chúng ta phải viết là pha thăng. Tuy nhiên là vì dấu thăng đã có viết rồi thì chúng ta chỉ cần viết lại nốt pha thôi ha. Chúng ta chỉ cần viết lại nốt pha, không cần dấu thăng gì cả. Trong trường hợp chúng ta cần pha thăng nhưng mà ở đầu khuôn nhạc thì không có dấu pha thăng, thì tự bản thân chúng ta phải tự thêm dấu thăng ở ngay trước nốt pha. Các bạn nhớ ha, nếu như không có dấu thăng ở đầu khuôn nhạc thì chúng ta phải thêm dấu thăng ở trước nốt pha. Tuy nhiên, dấu pha thăng đã được ghi ở đầu khuôn nhạc thì chúng ta sẽ không cần phải thêm nốt thăng ở ngay trước nốt nhạc chúng ta đổi nữa. Như vậy là chúng ta vừa mới chuyển xong nốt mi. Và các bạn lưu ý ha, nốt mi có dấu gạch ở trên đầu, tức là nốt mi móc đơn. Như vậy là khi chép qua thì chúng ta cũng phải viết thành nốt pha móc đơn. Tiếp theo là chúng ta thấy có hai nốt la. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cộng thêm một cung cho hai nốt la này. Từ nốt la chúng ta cộng thêm một cung thì sẽ thành nốt si. Rồi chúng ta viết lại hai nốt si ha. Tiếp theo là hai nốt mi. Mi này thì cũng tương tự như hai nốt mi chúng ta đã chuyển, thì chúng ta chỉ cần viết lại là hai nốt pha. Sau đó là chúng ta sẽ bạch nhịp. Rồi tiếp theo là chúng ta thấy có ba nốt re. Rồi ba nốt re này khi chúng ta cộng thêm một cung thì sẽ thành đó là ba nốt mi, được chưa nào? Ở trên thì có dấu gạch ngang, tức là những nốt mi này đang là nốt mi móc đơn, chúng ta sẽ viết lại tất cả thành mi móc đơn. Tiếp theo nữa là chúng ta thấy có bốn nốt son. Bốn nốt son này chúng ta cộng thêm một cung thì sẽ thành bốn nốt la. Rồi có dấu nối hay là dấu gì các bạn viết lại hết ha. Tiếp theo là chúng ta vạch nhịp và chép lại dấu lặn. Theo nữa là hai nốt re cộng thêm một cung thì sẽ thành là hai nốt mi. Rồi tiếp theo là chúng ta thấy hai nốt si, được chưa nào? Hai nốt si cộng thêm một cung thì sẽ là đô thăng. Rồi từ si lên đô là nửa cung, và từ đô lên đô thăng thì sẽ là nửa cung. Như vậy là nốt si muốn thêm một cung thì nó sẽ là đô thăng. Rồi, tuy nhiên là đầu khuôn nhạc chúng ta có viết đô thăng rồi. Rồi, dấu thăng thứ hai đó, các bạn thấy chưa nào? Dấu thăng thứ hai đó chính là đô thăng. Như vậy là chúng ta chỉ cần viết lại hai nốt đô nữa thôi, không cần viết dấu thăng ở ngay trước nốt đô. Rồi, tiếp theo là nốt mi muốn tăng lên một cung, đó chính là pha thăng, chúng ta viết lại nốt pha. Tiếp theo là nốt re, chúng ta cộng thêm một cung nữa, đó chính là nốt mi.
Rồi, như vậy là mình đã viết sẵn cho các bạn dòng đầu tiên trong xích nhạc hoa nở không màu này. Thì ở dưới đây mình cũng có viết thêm cho các bạn một dòng nữa để các bạn tiện theo dõi ha. Thì bạn có thể tự chuyển đổi dòng thứ hai và so sánh với lại phần giờ mình đã viết cho các bạn. Như vậy là trong bài ngày hôm nay chúng ta đã làm quen với việc chuyển đổi từ một xích số chuyển sang một xích nốt, và chúng ta cũng đã làm quen với việc đó là chuyển đổi về một tông trung gian, tức là hai xích nhạc phải cùng một tông thì chúng ta mới chuyển đổi được nha. Thường là tông trung gian này mình nghĩ là sẽ phục vụ cho các bạn chuyển đổi về tông re để chơi với cổ tranh. Bài hôm nay thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại tại đây và hy vọng là bài hôm nay đã mang đến những kiến thức hữu ích cho các bạn. Chuỗi bài chuyển từ phương pháp ghi âm bằng nốt sang phương pháp ghi âm bằng số và ngược lại cũng sẽ kết thúc. Nếu như bạn cần quan tâm đến nội dung nào nữa thì có thể comment bên dưới để chia sẻ với mình ha. Mình sẽ cố gắng làm trong thời gian sớm nhất để gửi đến các bạn. Mình mong chờ những comment của các bạn đó. Và mình cũng mong chờ những tin vui các bạn báo về, đó chính là đã có thể tự chuyển đổi được một xích nhạc theo như ý các bạn mong muốn. Để ủng hộ mình có thêm những động lực tiếp theo làm video gửi đến các bạn thì nhớ đăng ký kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.